Kênh Nhà Nông Miền Tây xin được kính chào tất cả quý bà con. Thưa quý bà con, hôm nay ngày 17 tháng 6 năm 2021, Kênh Nhà Nông Miền Tây xin được cập nhật giá sầu riêng để cho quý bà con mình tham khảo nha. Thì tình hình giá sầu riêng hôm nay có giảm nha quý bà con. Ở cả hai khu vực và ở cả hai loại sầu riêng là mon thon và riêng sáo luôn. Thì trước tiên là giá sầu riêng ở miền Tây nè. Sầu riêng ở miền Tây mon thon ngày hôm nay được thu mua với giá như sau: mua sô từ 48 tới 50 ngàn, hàng đẹp hàng lụa từ 50 tới 55 ngàn, sầu riêng ri sáo mua sô 35 tới 38 ngàn, hàng đẹp từ 40 tới 43 ngàn. Ở khu vực miền Đông thì sầu riêng mon thon có giá là mua sô từ 47 tới 50 ngàn, hàng đẹp hàng lụa 50 tới 53 ngàn, sầu riêng ri sáo hàng sô 30 tới 35 ngàn, hàng đẹp là từ 35 tới 40 ngàn. Thì cụ thể giá sầu riêng hôm nay như vậy, nếu như quý bà con mình đã bán rồi và có mức giá có sự chênh lệch với là giá của Kênh Nhà Nông Miền Tây thì quý bà con mình vui lòng cho Kênh Nhà Nông Miền Tây xin một bình luận để Kênh Nhà Nông Miền Tây có thêm cơ sở dữ liệu để mà tham khảo rồi mang đến cho quý bà con những thông tin chính xác hơn nha. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi Kênh Nhà Nông Miền Tây. Hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh để có thể theo dõi thêm nhiều nội dung khác nữa. Xin cảm ơn và xin chào.